Nhờ cái bài học này anh chị mà đã giúp cho Linh thay đổi hoàn toàn về cái cuộc sống của mình cũng như là cái kinh doanh của mình sau này luôn. Đó là cái câu chuyện là năm 2013 đó, Linh gặp một cái biến cố. Bởi vì trước đó đó là mình đang làm hoạt động về giáo dục. Đấy, lúc đó Linh có cái chương trình đó là đào tạo về người khổng lồ. Thì lúc đó mình đang còn trẻ nên là mình làm ra mình thấy rằng mình thay đổi cái cuộc sống của mình thông qua việc đó là mình có niềm tin, mình có mục tiêu bằng việc đó là mình đi học những cái khóa về phát triển bản thân trước đây và giúp cho mình có được những cái sự thay đổi từ việc học tập, từ việc mà kinh doanh mình cũng có được những cái thành tích vào thời điểm đó. Và lúc đó mình nghĩ rằng là những cái điều này đã giúp cho mình có được cái sự thành công thì mình sẽ quyết định đó là mình quay lại giúp những cái bạn sinh viên khác họ cũng có được cái sự thay đổi. Nhưng có một điều đã xảy ra đó là gì? Mình làm điều đó xong thì cũng có những cái sinh viên là họ không có tài chính. Nhưng lúc đó là Linh cũng thúc đẩy mọi người là người ta đến với cái chương trình học của mình. Và cuối cùng là người ta học có những người thay đổi tích cực nhưng cũng có rất là nhiều người họ bị tiêu cực. Bởi vì sinh viên họ chưa có trải nghiệm nào, rồi là tài chính họ cũng không có nhiều, bắt đầu phát sinh ra rất nhiều cái điều tiêu cực. Và như chúng ta thấy bây giờ đó là có rất nhiều người họ đào tạo về những cái chương trình phát triển bản thân, nó rất là tốt, nó mang lại giá trị cho người ta. Nhưng cái thời điểm đó khi mà Linh làm như vậy, có một số người tiêu cực và họ nói rằng là Linh lừa đảo, là Linh chém gió, Linh làm đa cấp, nói chung là người ta vô bản cái tiêu cực. Và lúc đó bản thân mình đang còn trẻ, mình cũng nghĩ rằng là mấy đứa này tào lao, mình đang làm điều tốt cho họ, mình cũng có cái tôi, thế là mình chiến đấu, mình cãi lộn với người ta, cuối cùng là mình banh cảnh luôn và mình bị truyền thông vào, báo chí vào, vùi dập nó liên tục. Và coi như là mình lúc đó mình mất này tiền bạc này, mất uy tín này, mình mất danh dự đủ thứ hết, mình đánh mất hết tất cả. Và lúc đó Linh nghĩ rằng là mình không thể nào kinh doanh ở tại Việt Nam được nữa, bởi vì nó vùi dập tanh bành quá, mình kinh khủng quá. Và lúc đó mình thực sự bế tắc luôn anh chị. Và mình mới quyết định đó là mình đi Singapore. Thì khi mà mình đi sang Singapore thì một người bạn của mình mới đưa mình vào để mà làm ăn ở trong cái sòng bài của casino đó. Ban ngày thì mình đi học, buổi tối thì mình đến đó mình làm việc. Thế thì trong cái quá trình mình làm đó thì mình mới có được một cái thẻ, thẻ VIP của cái sòng bài casino Marina Bay Sands ấy. Thì mình mới đặt một cái phòng ở đó, nó chỉ có giá khoảng 99 đô thôi. Và bắt đầu mình rao lên trên mạng, mình bán khoảng tầm 200 đến 300 đô. Thế thì bắt đầu mình có những cái khách hàng, người ta đến, người ta liên hệ và người ta vào để người ta đánh bài. Thế thì mình vào đó, bắt đầu mình làm cái dịch vụ đó là mình sẽ check in, check out cho người ta, mình làm hết tất cả những thủ tục đó. Thế thì khách hàng mà họ đến sau khi mình làm xong hết tất cả một cái đấy, họ đưa cho mình tờ 500 đô thì mình nói là để em thối cho anh. Thế đó họ nói là thôi khỏi thối, cho mày luôn. Tức là họ tip luôn mình cảm thấy wow, sao những người này hào phóng như vậy. Và mình mới phát hiện ra một điều đấy là gì? Khi mà mình làm phục vụ cho những khách hàng giàu có này đó là nó rất là đã. Và cái điều này nó không phải là một lần anh chị, mà gần như là 10 lần thì đến có 8 lần như vậy. Và người ta tip cho mình rất nhiều. Và cái số tiền một ngày mình kiếm được từ những cái hoạt động mà mình phục vụ cho nhóm khách hàng giàu có này ấy, nó làm cho mình thay đổi về suy nghĩ là mình thấy rằng là và mình nhìn lại cái con đường của mình ngày xưa kinh doanh và thời điểm bây giờ đó, nó khác nhau ở đâu đó là gì? Đó là mình cũng làm như vậy, nhưng vì ngày xưa là mình phục vụ cho sai nhóm đối tượng khách hàng, dẫn tới đó là cái hoạt động kinh doanh của mình nó không tốt. Và sau đó mình mới thay đổi về cái suy nghĩ của mình là nếu sau này mình bắt đầu kinh doanh lại, mình làm lại thì mình sẽ tập trung vào cái nhóm phân khúc khách hàng giàu có. Và nếu mình tập trung điều này nó sẽ giúp cho mình có thành công rất nhiều. Và điều này nó bắt đầu quyết định sự thay đổi rất lớn cho Linh sau này. Và khoảng tầm 8 tháng sau Linh mới quyết định quay trở lại Việt Nam. Và Linh sẽ tập trung vào những cái phân khúc hàng giàu có và những cái người mà người ta có sẵn sàng khả năng chi trả. Và lúc đó thực sự về thời gian đầu tiên cực kỳ khó khăn luôn anh chị. 3 năm đầu tiên nó cực kỳ thách thức. Bởi vì 3 năm đầu tiên Linh phải làm một cái việc, đó là làm sao có được những khách hàng đầu tiên và làm sao cho người ta tin tưởng được mình. Đấy, thì đó là cái khó khăn. Và mình mãi một thời gian gần 1 năm trời sau đấy mới bắt đầu có được những cái khách hàng đầu tiên. Có người thì làm về trên mảng spa, họ cũng trước đây họ cũng chưa biết gì về online, và sau đó mình giúp cho họ làm thành công. Và khi mình giúp cho họ có được cái thành công đó thì điều gì xảy ra anh chị? Đó là họ bắt đầu tin tưởng mình và thấy rằng là mình là người làm rất tốt, mình làm rất ok, mình uy tín, và họ sẵn sàng trả nhiều hơn so với trước đây rất là nhiều. Và sau đó hai người này họ giới thiệu mình cho những cái người khác, và cứ như thế cứ liên tục, và nó giúp cho mình phát triển cái công việc kinh doanh của mình đấy. Và bây giờ thậm chí là đến tại thời điểm hiện tại, mình có những cái dịch vụ về kinh doanh online lên đến cả 25 tỷ trong việc mà mình xây kênh cho người ta, hay là việc mà mình làm những cái kênh 5 tỷ, hay là kênh 1 tỷ rưỡi, hay là cái kênh 600 triệu, đúng không? Nó tùy vào cái số lượng follow hay là kết quả kinh doanh của chúng ta ra sao. Hay là những cái việc mà mình coaching, người ta cũng sẵn sàng trả cho mình những cái chi phí lên đến 600 triệu đồng cho một cái hoạt động về coaching, hay là về những cái khóa học mình thu phí nhất rất cao. Và cái nhóm đối tượng khách hàng mình phục vụ ở đây đó là ai? Đó là những cái người chủ doanh nghiệp, họ đang kinh doanh rồi, họ đã phát triển rồi, nhưng họ đang thiếu những cái nút thắt về xây dựng thương hiệu một cách chuẩn chỉnh bài bản để giúp cho họ gia tăng doanh số nhanh hơn, giống như là hổ mọc thêm cánh. Mình tập trung vào những cái nhóm đối tượng đó, và cuối cùng điều gì xảy ra?
đó giúp cho mình là tăng trưởng doanh số rất lớn và mình không bị những cái lời phàn nàn đó. Đó là cái bài học mà mình rút ra được từ năm 2013 đến bây giờ. Từ cái thất bại đó là gì ạ? Đó là mình thay đổi phát cung khách hàng. Vậy thì bây giờ thông qua cái câu chuyện này, chúng ta rút ra được bài học gì cho mình ạ? Chúng ta có thể là, một là tiếp tục phục vụ những cái nhóm khách hàng bình thường, hai là chúng ta thay đổi phân khúc và chúng ta thay đổi về cái sản phẩm, thay đổi về dịch vụ. Và đối với bản thân Linh ngày xưa, những cái điều mà phát triển bản thân đó, bây giờ Linh vẫn đưa vào phục vụ cho nhóm đối tượng doanh nghiệp, và họ đón nhận nó một cách tích cực và họ thấy ồ điều này hay quá, tuyệt vời quá, tích cực quá. Cái đó giúp cho họ thay đổi về cuộc sống, thay đổi về gia đình họ rất nhiều, và họ cảm thấy đó là nội dung rất ý nghĩa. Vậy thì cũng là một nội dung đó, cùng một sản phẩm đó, nhưng mình phục vụ sai đối tượng, mình phục vụ sai nhóm khách hàng, thì mình có thể nhận vô vàn cái lời phản nàn, nhưng cũng là một cái sản phẩm đó, nhưng chúng ta thay đổi về nhóm đối tượng, thay đổi về cách làm, thì câu chuyện của chúng ta nó hoàn toàn khác. Và đó là một cái trải nghiệm mà Linh muốn chia sẻ với anh chị, để chúng ta có thể rút ra được bài học và chúng ta thay đổi, chúng ta làm nó tốt hơn. Nhưng đối với anh chị, đó là làm thế nào để mà chúng ta bán được cho phân khúc khách hàng giàu có đúng không, hay phân khúc khách hàng cao cấp đúng không, thì chúng ta phải làm một cái việc, đó là xây dựng cho mình một cái thương hiệu ở trên mạng xã hội. Vậy thì làm sao để mà chúng ta xây dựng cho mình một cái thương hiệu trên mạng xã hội đây? Thì Linh cũng có một cái ebook để tặng anh cho anh em hoàn toàn miễn phí luôn. Đó, thì chúng ta chỉ cần vào trong cái đường link ở dưới cái đoạn video clip này, để lại tên và email thôi, và Linh sẽ tặng cho anh chị chúng ta hoàn toàn miễn phí các bước, các quy trình để mà chúng ta xây dựng cho mình một cái thương hiệu, từ cách mà chúng ta kể chuyện, các loại cái nội dung ở trên mạng xã hội, từ Facebook, YouTube, TikTok, và làm thế nào để mà chúng ta xây dựng kênh được. Đấy, thì Linh sẽ tặng cho anh chị chúng ta hoàn toàn miễn phí bằng cách để lại tên và email dưới cái đoạn video này. Linh sẽ tặng cho anh chị chúng ta hoàn toàn miễn phí nha anh chị. Cảm ơn.